khoảng một số thông số cơ bản mà để tối ưu được hình ảnh trên 2D. Có 5 cái thông số cơ bản mà mình phải chỉnh ha. Thứ nhất là tần số, thứ hai là gain toàn phần, thứ ba là gain từng phần, thứ tư là tiêu điểm hình ảnh, focus, thứ năm là độ sâu của hình ảnh. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn quý bác sĩ và các anh chị cách để mình điều chỉnh các thông số và ảnh hưởng tới độ phân giải của hình ảnh. Rồi ở đây tôi có một người mẫu, là người này tạng cũng hơi dày, khoảng 85 kg. Trước tiên tôi sẽ đặt cái đầu dò vào người bệnh nhân để mình xác định xem mình sẽ cần chỉnh thông số nào. Thì ở đây tạng bệnh nhân này hơi dày nên trước tiên chúng ta cần phải chỉnh độ sâu của hình ảnh để có thể thấy được toàn bộ cái cơ quan mà chúng ta cần khảo sát. Thì ở đây như gan phải của bệnh nhân này, trên hình ảnh chúng ta không thấy được cơ hoành, là giới hạn dưới của gan, nên ta phải điều chỉnh tăng cái độ sâu của hình ảnh bằng cách thay đổi thông số depth. Như đây khi tôi chỉnh thông số depth xuống tới khoảng 17 cm thì mình đã có thể thấy toàn bộ cái lá gan phải. Và để thay đổi độ sáng tối của hình ảnh, ta sẽ dùng chức năng BMOD, BGAN. Đây, ở đây khi tăng BGAN lên hình ảnh sẽ sáng, và khi giảm BGAN hình ảnh sẽ tối. Và nếu mình muốn hình ảnh sáng ở một điểm nào đó hoặc ở một vùng nào đó thì mình sẽ sử dụng chức năng TGC. Tùy theo mỗi máy thì TGC họ có thể phân bố bên trái hoặc bên phải ha. Như dòng máy này thì TGC sẽ phân bố bên phải bàn phím của các bạn. Ví dụ ở đây chúng ta cần tăng độ sáng của vùng khoảng 5 cm, thì ta sẽ tương ứng tăng hoặc giảm cái TGC núm số 2 hoặc số 3. Ở đây khi mình tăng núm số 2, số 3 lên thì nó sẽ sáng ngay vùng khoảng từ 2 đến 5 cm. Nếu mình giảm TRC qua trái thì nó sẽ tối lại. Tương tự, nếu các bạn muốn tăng độ sáng ở vùng giữa của gan, như ở khoảng độ sâu khoảng 10 cm, ta sẽ thay đổi cái gan tương ứng ở đó. Ở đây là mức 4, mức 5. Đây, giảm tối, tăng lên. Rồi, ở trường hợp này khi ta quan sát gan phải, mình không thấy được phần dưới ở khu này là hạ phân thùy 6 của bờ gan, là nó tối nè và mình thấy không rõ, thì ta sẽ dùng tới thông số là tần số sóng âm. Thì ở đây tôi đang để tần số ở mức là 8, thì để có thể quan sát được vùng sâu của gan chúng ta sẽ giảm tần số xuống. Mình giảm xuống khoảng ngưỡng 5-6, giảm xuống nữa. Thì khi chúng ta càng giảm thì chúng ta sẽ thấy độ xuyên thấu nó càng cao và mình có thể thấy được vùng xa của gan. Tùy theo độ xuyên thấu và tùy theo cơ quan chúng ta khảo sát thì chúng ta nên để cái mức tần số cho phù hợp. Như ở đây nếu mình giảm tần số xuống quá thấp thì chúng ta có thể thấy được hết lá gan nhưng hình ảnh sẽ bị nghè ở vùng giữa của lá gan. Vì vậy mà chúng ta phải điều chỉnh lại tần số sao cho phù hợp, là vừa thấy được trọn bọc lá gan và vừa thấy được hình ảnh mượt mà. Đây, như ở đây tôi để ngưỡng khoảng 5-6 là mình có thể quan sát toàn bộ lá gan. Ngoài tần số của sóng âm, chúng ta còn phải chỉnh là vị trí tiêu điểm. Ở đây tiêu điểm đang để ở mức 7.5 cm, thì để tập trung vào khu nào của gan, khu trú một vùng nào đó thì chúng ta nên điều chỉnh theo vị trí tiêu điểm để khu đó nó sẽ sáng nhất và hình ảnh sẽ rõ nét nhất và mình có thể chẩn đoán được cái tổn thương chính xác. Vậy bằng cách thay đổi focus position, chúng ta sẽ có thể thay đổi được vị trí của tiêu điểm. Như ở đây khi tôi kéo tiêu điểm lên ở khoảng 2 cm thì chúng ta sẽ quan sát thấy cái bờ bao gan ở phía trên nó rất là nét và cái vùng gan ở trên này nó rất là mượt ha. Rồi phần còn lại là phần từ 5 cm trở xuống, chúng ta thấy nó sẽ tối hơn. Rồi bây giờ tôi sẽ kéo focus xuống vị trí giữa để chúng ta có thể thấy rõ và sáng cái vùng gan giữa, hoặc kéo focus xuống thấp ở dưới chúng ta sẽ thấy rõ và sáng vùng gan ở sau.
Rồi, như vậy là tôi đã hướng dẫn được các bạn chỉnh 5 thông số cơ bản để có được cái một hình ảnh tốt nhất và để các bạn có thể tự tin trong việc chẩn đoán của mình.